Vô đây. Ủa sao máy này ở đây vậy con? Dạ, cái này chị Gia tặng cho con để con tự nghiên cứu làm thuốc phép thuật. Hay quá rồi, con làm ra cái đó một lần nữa đi. Ba nói làm gì ba? Làm ra cái thuốc mà biến ra thêm một người nữa đó. Cái thuốc đó con đâu có biết làm, hôm bữa con làm đại thôi mà. Không biết làm cái gì mà không biết làm. Cho nên bây giờ con phải tập trung vô, con suy nghĩ giùm ba. Con nhớ đi, bữa nào con trộn cái gì vô với cái gì, hiểu không? Dạ. Ừ. Mà ba làm cái thuốc đó chi vậy ba? Bà muốn biết nếu có thêm một bun un nữa thì nó làm sao nhé? Ý, cũng hay với ba. Đó. Làm. Dạ, để con làm thử. Lẹ lẹ lên con. Con nhớ là cái màu này nè. Con phải nhớ chắc chắn là màu nào vô màu nào nhé. Dạ. Sao? Con làm ba hồi hộp quá à, Suri. Màu sắc thì con thấy giống rồi đó ba, nhưng mà cái công hiệu á, con không biết đúng không nữa. Đưa đây cho ba. Con chắc là màu sắc giống đúng không? Dạ chắc. Vậy là được rồi. Trong chế tạo thuốc phép thuật á, quan trọng nhất là màu sắc. Hễ màu sắc mà giống á, vậy là đúng thuốc. Vậy hả ba? Ba thử nha. Dạ. Con thấy sao hả Su? Dạ, thấy gì ba? Con đâu thấy ai đâu. Hay là con làm sai ta? Con làm lại đi. Ba ơi, cái giọng của ba. Bị biến đổi rồi. Biến đổi là sao? Mà sao biến đổi? Hồi nãy á, ba qua phòng em, nhà em làm lại cái thuốc nhân bản, cái em làm đại ra cái thuốc mới, ba uống vô, cái giọng ba thành nữ luôn. Đi đi, mình qua bển coi ba. Ủa, sao chị em đi? Qua coi giọng của ba vui lắm. Ủa mà sao chị gật đầu? Trời ơi, cái thằng này không hiểu gì mà cũng bày làm gật đầu nữa. Vậy sao chị gật đầu? Nè, thì mình phải tìm cách chọc ba một chút chứ. Ê, mà em có hiểu thiệt không vậy? Chưa.
nó là căn bản khi con vô trường mà, con luôn đứng đầu lớp mà. Mẹ hả? Ra đây con nói mẹ mày một chút. Đợi em. Ra đây, ra đây. Ủa, dê dê với mẹ con làm gì nha? Đấy. Sao hai mẹ con rù rì? Bây giờ ba hoài nha xuống đi. Ba, có khi nào chị với mẹ thấy cái giọng ba hay quá, để gì luôn khỏi đổi. Ây, ui da. Ơi, cái vấn đề ở đây là em sai rồi, em lộn rồi. Cái thuốc giải của giọng nói của mình khó dữ lắm, nó khó còn hơn là cái thuốc mà nhân bản thằng Surinho nữa đó. Dạ thiệt. Trời ơi. Ba ơi ba. Dạ kệ đi con, cho chùa cái tật quậy phá. Nè, rồi bây giờ con quậy hơn chị Gia Gia phải không? Chế tạo thuốc tùm lum tùm la vậy? Dạ đâu có đâu mẹ. Tại ba qua phòng con á, nhờ con làm cái thuốc nhân bản. Trời, mà con đâu có biết làm. Cái con làm ra thuốc đó đó, cái ba uống vô thành vậy luôn nè. Ba con lì quá. Cho chùa đi. Ôi, con gái của ba, con cái yêu, con cái quý, con cái rượu của ba, con giỏi quá con ơi. Ba tự hào về con, từ ngày hôm nay con đã trở thành nhà vô địch. Trường quá đi nè. Vui quá mẹ ơi, con gái của con nó giỏi quá mà. Phải đi ăn mừng, đi ăn mừng thôi. Con đi nha mẹ. Anh đi đâu vậy? Ôi, vợ yêu, vợ quý của anh. Chuông em quá. Em đã giúp anh sanh ra một nhà vô địch. Trời ơi. Bây giờ anh phải qua bên kia rủ anh cũng uống đi làm nhẹ ly chơi ha. Đi uống ít thôi đó. Yên tâm. Yên tâm cái gì, sai là không bước chân vô nhà đó. Xin từ mẫu yên tâm. Con đi đây. Đi nha. Ôi vui quá, nhà vô địch. Trời ơi. Ở nhà mình ăn bánh đi. Ăn đi con. Dạ. Em nói anh nghe nè, nếu như mà bây giờ anh thấy thằng Suri nó có làm đi chăng nữa, anh phải ngăn chặn nó lại chứ. Đằng này anh còn xuống nó làm thêm nữa là làm sao hả? Anh biết rồi. Em cố tình. Nhưng mà nói nghe nè, nếu như mà giờ anh được đổi giọng nói á, nó nói bằng cái giọng thánh thót như vậy, anh thích lắm không? Thích cái gì mà thích. Trời, mỗi lần nói giật mình à. Nè, nếu như giọng của em á thành giọng đàn ông, em thích không? Nói câu đó lại một lần nữa đi. Giọng em thành giọng đàn ông, em thích không? Mắc cười quá. Em mắc cười, em xin lỗi. Nè, không anh đánh. Anh không có thích em cười nha. Em cũng đâu có thích đâu. Em không có cố tình. Anh mắc cười quá sao em đánh được. Anh Phong Quân ơi, Phong Quân ơi. Dạ. Chị đi. Em làm nói với Tân Trùng á là anh không có ở nhà. Không có nhà. Đi đi đi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Đất nữa hả? Đất nè. Làm cái gì mà như chơi khúc bắt chơi năm 10 vậy ông? Rồi đây, nói chuyện chút coi. Cái gì vậy? Cái ông này bữa nay sao kỳ cục vậy hả? Ngồi xuống đây đi. Dạ. Sao vậy? Anh bị đau hả? Dạ đúng rồi, anh bị đau cổ anh. Bị đau cổ. Dạ. Ê, coi chừng bị viêm amidan đó nghe. Không, amidan. Amidan là bệnh về cổ đó anh. Đúng dạ, rồi amidan. Nghe nè, bây giờ thử nói em tôi coi. Để nghe con cái bị nặng tới cỡ nào. Nói đi. À anh ơi, nặng lắm. Em không hiểu sao mà viêm amidan mà nặng đến mức độ đó. Nói không có được. Không, bây giờ cố gắng nói giùm tôi thử một tiếng, hai tiếng, một câu, hai câu để tôi nghe tôi gì, tôi biết bệnh nặng cỡ nào. Nói đi. Thôi ráng đi anh, một câu thôi. Ráng đi con. Tấn Trung. Đúng không? Đúng.
Để tôi nhét trúng miệng luôn vậy đó hả? Được á, làm lại đi. Có gì mốt tôi thông dịch giùm cho, nói đi. Nói đi. Tỉnh trùng. Tôi bị đau họng. Tôi rất mệt. Tôi rất buồn. Tôi có bầu. Dạ không. Em mới có bầu. À, dạ. Em có bầu. Vậy cái gì nó lại, nói lại coi. Tôi rất buồn. À, à buồn, trời buồn, buồn. Buồn đúng không? Ừ, vậy không được rồi. Nó như vậy là được. Nặng lắm rồi. Dạ. Phải kêu bằng mấy cái con vi trùng nó ăn hết cái thanh quản của anh nữa. Phải đi khám bệnh đàng hoàng nghe. Uống thuốc đàng hoàng chứ nó không là câm luôn đó. Đây mà đặt trường hợp nếu lỡ như sau này mà có câm á, nhớ mời tôi theo nha, tôi dịch cho ha. Ông nhét nhát bị tôi dịch cho mọi người hiểu. Dạ chị được mà. Anh dạ được. Thôi vậy nó con chào xã giao con. Chào anh. Đúng rồi, nó cầu khớp dễ sợ không? Thôi tôi về nghe. Dạ dạ cảm ơn anh. Con nữa. Dạ. Nhớ uống trà, pha trà cho ông uống nghe không? Trà hả? Trà nóng lên xong bỏ vài lát gừng vô, uống cho nó nóng nó ấm nhỉ, nó phục hồi với thanh quản lại. Trà gừng. Ừ đúng rồi, nhớ nghe. Dạ nhớ rồi. Ừ, thôi tôi về đó. Tức dễ sợ luôn. Tại cái giọng vậy nè mà anh không có đi uống bia được á. Trời, bực quá. Có cái gì? Ê, sorry. Trong khi mà pha chế thuốc á, điều quan trọng nhất là cần phải có một tỷ lệ liều lượng một cách chính xác. Với lại em cần phải ghi lại cái nguyên liệu dùng khi pha chế một cách tỉ mỉ. Như vậy thì mới tìm ra được thuốc giả dễ dàng được. Em hiểu không? Dạ hiểu. Lần trước á, em làm cái thuốc dân bản gì đó, không chịu ghi lại nguyên liệu, nên rất là mất thời gian trong việc tìm ra thuốc giả. Ủa chị ơi, chị còn cái thuốc thay đổi giọng nói của ba thì sao chị? Cái thuốc đó thì chị biết nguyên liệu mà, em cứ làm đi. Ủa, vậy sao nãy chị nói chị không biết nguyên liệu? Trời ơi, cái thằng này, hồi nãy chị đã ám hiệu cho em rồi đó. Ám hiệu? Mà ám hiệu gì, em đâu thấy đâu. Ừ thôi bỏ đi, cái thằng này tệ thiệt á. Thôi làm tiếp đi. Dạ, giờ cho thêm gì chị? Thêm ba giọt này nè. Dạ. 1, 2, 3. Ý, được rồi đó. Chị, vậy mình đem xuống cho ba uống nha. Ê, phan đã, tức vô đi, đưa cái gì mà đưa. Sao lại cóp, nếu mà cóp vậy em làm chi? Trời ơi, thuốc giả thì mình phải làm, nhưng mà phải chọc ba thêm vài ngày nữa chứ, hiểu không? À, em hiểu rồi. Hey, hey, hey. Sao rồi? Được không con? Khó quá bà ơi. Thôi, chết rồi. Vậy là tôi tiêu rồi. Trời ơi. Già rồi cũng không. Tự nhiên nghe lời một thằng con mới tập tành làm thuốc phép thuật thì bây giờ ra nông nổi gì nè. Cũng có một phần lỗi là tại ba chứ bộ. Con á, con chết. Con chết. Con chết ba rồi. Tức thì cái giọng đàn ông quyến rũ của mình tự nhiên nó thành cái giọng thế gì tại thằng xuống đây với tư mà quá. Tài anh thì có, tự nhiên đổ thừa cho thằng Suri. Nè, từ cái ngày mà hai thằng Suri nhập lại thành một á, em thấy Suri nhà mình có một cái gì đó thay đổi á. Thay đổi gì? Có, nhưng mà em không có cảm nhận rõ ràng, không biết nữa. Rõ ràng là có một cái gì đó mà. Anh không có biết thay đổi gì hết trơn á. Anh chỉ biết bực mình thôi, bực quá. Thôi, coi như em chưa hỏi gì đi. Anh đừng trả lời nghe kỳ quá. Cấm người.
mấy bạn, xin giới thiệu với mấy bạn, đây là bạn của mình, anh ý lộn bạn chân rùa. Chân rùa nghe tên vui quá hồn. Nữa chọc nữa, nãy mới vừa bị phạt chạy 10 vòng không sướng hả? Biết đau không? Ủa hình như bạn này thấy quen quen. Không mới gặp cô lần đầu à. Đúng rồi đó bạn Vũ, chắc là bạn lộn với ai vậy đó. Chắc là vậy. Chân rùa, để mình giới thiệu nha, đây là Thú Ma, Hoàng Lan, Ngọc Dân, Mạnh Vũ và Thái Hồ. Mấy bạn, chân rùa đá banh hay lắm đó. Thiệt hả? Dịu xíu đá banh với tụi mình luôn đi. Tao đã nói với mày rồi, phải đá hết sức. Tao bây giờ không giống như lần đầu đá banh với mày đâu. Đúng là như vậy thiệt. Nhưng mà em nói cho anh biết nha, em cũng không giống như lần đầu đá banh với anh đâu. Nếu vậy phải đấu hết sức, như là một trận đấu cuối cùng vậy đó. Được rồi, anh khỏi lo. Ngon thiệt á. Ăn kiếm đâu hay vậy? Đừng có gì đâu, đi vòng vòng ngoài đường à, thấy chỗ nào mà người ta ăn đông á, mình vô mình ăn vậy thôi. Ủa mà anh đi ăn mình hay là đi ăn với ai vậy? Đi ăn với chị Hoa Hồng Đen. Chị Hoa Hồng Đen hả? Ừ. Ờ ha, mà sao lâu quá em không thấy chị đâu vậy anh? Chị Hoa Hồng Đen về thế giới phép thuật rồi. Về thế giới phép thuật? Ừ. Sao vậy? Ờ không có gì, tại em thấy lạ thôi, tự nhiên chị về mà anh ở đây. Hey. Hey. Trời đông quá chèn muốn chết luôn vậy. Ủa mà sao anh tới sớm vậy? Trận thứ ba tụi em mới đá. Ủa vậy hả? Ừ. Mà một trận gì bao lâu? Một trận một tiếng, vậy hơn 2 tiếng nữa tụi em mới bắt đầu. À vậy hả? Vậy ta đi vòng vòng kiếm cái gì ăn nè, đói bụng quá. Anh có đi đâu thì đi, nhưng mà chút nhá, nhớ cổ vũ cho em nha. Phải mà nữ giao cho ta một nhiệm vụ. Giết một người trong gia đình mày. Xin lỗi mày nha Suri. Bạn bè cái gì chứ? Hoàng Lan, bạn đợi mình lâu chưa? Mình mới tới à, mà bạn khỏe chưa? À, mình cũng khỏe rồi. Mà nè, hôm qua chắc gia đình bạn mừng lắm ha. Ừ, ba mình định rủ ba của bạn đi uống bia. Mà hình như ba của bạn bị amidan hả? Ba mình bị viêm amidan hả? Ừ. Ủa, không phải hả? Sao mình nghe ba mình nói như vậy mà?
Đúng rồi đó, ba mình bị viêm amidan. Nè, có chuyện gì vậy? Nói cho mình nghe với. À, không có chuyện gì đâu. Có chuyện gì mà hai bạn cười vui quá vậy? Mình có cười đâu, nãy giờ Suri cười của một mình nè. Ê, có khi nào hôm qua Suri bị té nặng rồi hôm nay đâm ra tưng tửng gì không? Đúng rồi đó, có khi nào Suri bạn bị té nặng quá rồi bạn đâm ra tưng tửng không vợ? Tưng tửng cái gì mà tưng tửng. À Suri, sao hôm qua không chịu tới sân, huấn luyện viên chờ bạn quá trời luôn á. Huấn luyện viên chờ mình hả? Ủa mà chờ mình làm gì? Có chuyện gì thì hôm nay nói cũng được mà. Hôm nay huấn luyện viên phải đi huấn luyện đội khác rồi, mà hôm qua cũng là ngày cuối gặp mặt mà. Ờ, à, mà huấn luyện viên nhờ mình đưa cái này cho bạn nè.